gái của mình. Đây là lần đầu tiên mà em được đi tới miền Trung xa như vậy. Em cũng hy vọng là dự án của em sẽ thành công tốt đẹp. Một ngày mới ở huyện đảo Lý Sơn, nơi thí sinh Trần Thị Thủy đang được du ngoạn với những thắng cảnh đẹp đẽ và chuẩn bị cho dự án của riêng mình trong chương trình Người Đẹp Nhân Ái. 8 giờ sáng, tại trường tiểu học An Vĩnh 2, một lời mời đã được gửi đến thí sinh. Nhiệm vụ của dự án đã được ekip thực hiện bố trí một cách bí mật và bất ngờ. Em cảm thấy hơi lo lắng. Tại vì lúc đó sân trường không có một bóng người và em không biết là mình sẽ phải làm gì. Chào mừng bạn đến với chuỗi hoạt động cộng đồng nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2016 Người Đẹp Nhân Ái với dự án Sân Trường Của Em. Và hãy nhận lấy bó hoa phượng trên chiếc xe, đây là món quà đầu tiên chúng tôi tặng bạn. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là ngay lập tức tổ chức các trò chơi cho các em học sinh trong giờ giải lao với thời gian 20 phút. Hãy sẵn sàng và chúc bạn may mắn. Bị động và bất ngờ, nhưng mà sau một phút bình tĩnh lại thì em đã có thể làm tốt được việc đó. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi đầu tiên nha. Hụt, thở, hụt. Rồi, có lần này nha. Có vẻ như thử thách nhỏ này không thể làm khó của sinh viên năng động đã từng tham gia rất nhiều những hoạt động đoàn và phong trào tình nguyện. Hy vọng dự án của cô cũng sẽ được triển khai một cách thuận lợi như khởi đầu này. Thực sự em hơi bị lo lắng một chút, nhưng mà khi mà thấy các bạn nhỏ tổ chức trò chơi thì em thấy rất là vui, tại vì em đã từng làm rồi và em nghĩ là nó hợp với mình. Và từ khóa trong cái dự án này mà bạn nhận được đấy là từ nghỉ, với ý nghĩa là chúng tôi muốn mang đến niềm vui cho các em học sinh trường tiểu học An Vĩnh 2, một giờ giải lao thật là ý nghĩa. Khi nhận được từ khóa của chương trình thì em suy nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác, nghỉ ở đây là yên nghỉ. Nên em đã tìm rất nhiều tư liệu mà liên quan đến vấn đề này. Cho nên hôm nay khi mà tới trường thì em hoàn toàn bị bất ngờ. Và nhiệm vụ của bạn trong cái dự án này chính là lắp đặt một khu vui chơi dành cho các em học sinh trường tiểu học An Vĩnh 2. Dạ. Hãy nhận nhiệm vụ và thực hiện một cách có ý nghĩa nhất. Dạ rồi, cảm ơn chị. Ngay bây giờ thì có lẽ là Ái Phương xin mời ban bình luận cũng như tất cả quý vị, chúng ta sẽ ngay lập tức đến với thí sinh đầu tiên của ngày hôm nay. Bạn Trần Thị Thủy, số báo danh 234. Bạn Thủy sẽ thực hiện dự án Sân Trường Của Em với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, nhãn hàng An Trĩ Vương, lắp đặt khu vui chơi cho các em học sinh từ trường tiểu học An Vĩnh 2, thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, gồm 512 em học sinh tiểu học đang theo học, là người trực tiếp thụ hưởng khu vui chơi này với tổng giá trị dự án là 75 triệu đồng. Xin mời tất cả quý vị. Chào tất cả các bạn, hôm nay chị có thể làm cô giáo của tụi em 5 phút được không? Rồi, hôm nay thì chủ đề của chúng ta sẽ là tìm hiểu về các trò chơi. Con thích chơi trò gì? Chơi bóng. Đá bóng đúng không? Đánh con tìm, chửi nhau. Em thích chơi trò chơi nhà phước. Kim giang kim giả. Những giờ đã chơi thì con hay chơi trò gì? Trò chơi dẻo con. Có bao giờ bị té chưa? Chưa hả? Chạy máy con. Con máy đưa lớn chèo con. Nó chạy đá bát nó rồi, nó với nhà nhảy dài rồi, có hồi nó trượt té chung này chi măng đó. Khi các em nói rằng các em chơi những trò chơi như là trèo cây như vậy thì em thấy rất là thương các em, bởi vì các em quá là thiếu những trò chơi. Vậy bây giờ nếu mà có những trò chơi khác á, mấy cái trò trong công viên này thì con thích chơi những trò gì? Còn em? Dạ đu quay. Nếu mà bây giờ ở đây này mà mình muốn chơi ở trò đó thì mình phải đi rất là xa. Mình không có điều kiện để đi xa như vậy để chơi một trò chơi đúng không? Dạ. Bây giờ con có thích có trò chơi đó ngay tại đây không? Cảm ơn tất cả các bạn nhỏ vì những chia sẻ hôm nay. Rồi tạm biệt. Hôm nay mình đã có một chuyến ghé thăm trường rất là thú vị với các em nhỏ. Sau khi phỏng vấn các em nhỏ ở đây thì mình đã nảy ra được một vài ý tưởng để cho cái việc ngày mai sẽ là được làm tốt hơn. Các bạn hãy chờ đón vào ngày mai nha. Vâng ạ, bạn Trần Thị Thủy là thí sinh của anh Trấn Thành. Em xin được mời anh. Dễ thương, thiệt thà, nhưng mà
lần sau có lên trên kia, nếu anh là em thì anh sẽ nói câu là hôm nay chị làm cô giáo với tụi em 5 phút nha. Mấy em không nỡ nào nói khác. Còn em, hôm nay chị làm cô giáo của mấy em được không? Nó đồng loạt trả lời không cho nhục nha. Đừng bao giờ mình hỏi những câu hỏi yes no, mà em đưa nó thành mệnh đề khẳng định luôn là hôm nay em sẽ là giáo viên của mấy em 5 phút nha. Đúng không? Dạ, yeah, cưng ha. Thực ra là để câu hỏi vừa rồi, tức là em thủy tập với cả các em nó 15 lần rồi. Và có nói là em nào gật đầu đồng ý chị cho một cái kẹo rồi. Đúng không em? Dạ không ạ. À ừ, thế thì lời anh Thành khuyên là chí lý, lần sau rút kinh nghiệm. À, nhìn em ý, thì anh lại nhớ đến một người bạn khá thân với anh cũng trong làng hài nhưng mà ở phía Bắc. Đấy là chị Vân Dung. Chị Vân Dung thì anh phải nói thật xếp hàng thứ 41, tức là người thứ 41 thì mới sinh bằng em được. Cái này nói dấu nhá, đừng có phát sóng cái chuyện này, không thì tình cảm bạn bè chúng tôi bị gián đoạn. Các em ở đây đều nhận vụ ở trên đảo Lý Sơn đúng không? Đấy là một hòn đảo mà rất nhiều người Việt Nam mình muốn đến. Đảo đẹp vô cùng, người dân thân thiện vô cùng. Và hơn thế nữa, đấy là một nơi tiền tiêu mà chúng ta luôn luôn phải canh giữ. Cho nên khi các em đi, các em gặp những chú bộ đội là điều dễ hiểu. Và lại còn chào các chú bộ đội trong đường hành quân nữa thì không phải thời bình ai cũng gặp được cảnh đấy. Cho nên là vừa rồi là bạn Phan Thị Hồng Phúc gặp thì anh phải chúc mừng em đã trước khi nói về bạn 234. Ở đấy, rồi. Thành ơi bình tĩnh. Anh sao vậy? Tập trung vô 234. Rồi 234. Ok. Anh nói luôn là riêng số báo danh của em đã gợi cho mọi người cái điều là em luôn luôn phát triển chứ không bao giờ thụt lùi. Tiếp theo nữa là khi em xuất hiện ở trường đúng là em đã mang lại một cái cảm giác gần gũi và thân tình với các em nhỏ. Không phải ai cũng có được cái đấy đâu. Và cái điều đó nó toát lên một thông điệp rằng là em rất xứng đáng là những người truyền đi những thông điệp nhân ái. Riêng anh thì anh không có cái gì phản bác cả, anh ủng hộ em bởi vì em làm rất tốt và chúc mừng em. Đó, bây giờ mọi người nhìn Thủy kìa, coi kìa. Nhìn kìa, nhìn đi. Thấy gì không? Thấy gì anh? Thấy gì không? Họ thấy. Thấy gì không? Thấy, thấy. Thấy mà. Còn anh nói kỹ hơn cái điều anh thấy đi. Hai anh em lấy ly cà phê ra ngoài quán ngồi nói chuyện riêng nhau. Câu chuyện của hai ông hiểu à. À Thủy à. Anh thấy xong rồi anh cười tủm tỉm mới thấy cái gì? Yên tâm em, đã có anh bảo vệ cho em, họ không thấy được gì đâu. Thấy nhiều điều tốt, nhiều ưu điểm phải cho thấy chứ. Chưa có cái người nào thấy mà chảy nước mắt như vậy đó. Hả? Thấy cái gì mà anh cười ra nước mắt? Hiếm có một cái người nào mà chúng ta nhìn vào, nhìn thấy cái ánh mắt của người ta thấy đầy tình thương. Rất là anh thấy cả. Có nhiều đó mà chảy nước mắt hả? Anh nghĩ người ta sẽ tin lời nói đây à? Tôi không thấy gì cả. Trong cái ánh mắt của bạn, trong cái nụ cười của bạn, nó toát lên một cái gì đó, nó rất tự nhiên và làm cho cái người đối diện cảm thấy rất là ấm áp, rất là chân thành. Cho nên là bạn hãy duy trì điều đó và phát triển điều đó, vì cái điều đó nó đã thể hiện cho chúng tôi thấy rằng bạn có một cái tấm lòng hết sức là chân thành. Đó là lý do tại sao chúng tôi cảm thấy rất là... Chúng tôi cảm thấy rất là huyền bí. Chúng tôi cười ra nước mắt. Chúng tôi tạo ra một vẻ nguy hiểm hơn cả cái anh giao nhiệm vụ trong clip. Vậy đó à. Dạ, cho một tràng nhóc tay cho bình luận viên ạ. Còn bây giờ, xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng nhìn lên màn hình để thấy kết quả. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại Thủy đang có mặt tại cầu cảng của huyện đảo Lý Sơn. Hôm nay là một ngày rất đẹp. Và ở xa xa kia Thủy đã thấy được bóng dáng của con tàu chở thiết bị. Hy vọng rằng hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi để Thủy có thể hoàn thành được xuất sắc nhiệm vụ của mình. Và cuối ngày có thể đem lại cho các em nhỏ của trường An Vĩnh 2 một niềm vui lớn. Sáng hôm nay thì em đã dậy từ rất sớm. Và khi nhìn thấy những cái món đồ chơi được chuyển từ trên tàu xuống thì em cảm thấy rất vui và muốn bắt tay ngay vào cái dự án của mình. Các cái
đồ chơi được vận chuyển sẽ được tổ chức thành trò chơi thì em nghĩ là mình sẽ liên kết các trò chơi lại để tổ chức thành một trò chơi liên hoàn cho các em chơi, các em cảm thấy thú vị. Chứ nếu mà mình chơi những trò chơi riêng lẻ thì các em sẽ không có thể đoàn kết lại với nhau và cùng chơi được. Như vậy mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, chúng ta hãy chờ đón điều thú vị vào chiều nay nhé. Các bạn nhỏ phía sau tập trung thành năm hàng dọc nha. Khi các em nhỏ ùa vào thì em thấy mình lúc nhỏ cũng như thế. Khi thấy các trò chơi thì mình cũng ùa vào như vậy, mà mình không thể kiểm soát được, và mình phải xếp theo hàng lối nữa. Các bạn xếp thành năm hàng nào. Nghe chị nói, xếp thành năm hàng. Và chúng tôi rất là xúc động khi nhìn thấy bạn Thủy đã rất là cố gắng nỗ lực để lắp đặt xong khu vui chơi cho các em học sinh tại trường tiểu học An Vĩnh 2. Trước đây thì gia đình em cũng rất là nghèo, em không có được những món đồ chơi như vậy. Khi nhìn thấy các em nhỏ như vậy, mình thấy mình trong đó đem lại được cho các em nhỏ những niềm vui. Đó cũng là niềm vui của em. Và giống như thông điệp em muốn gửi tới các bạn là hãy bằng lòng với cuộc sống của bạn. Bởi vì ở nơi nào đó có những con người chỉ mong được bằng 1/10 cuộc sống của bạn. Thưa quý vị bồi thẩm đoàn, cưng không? Thấy thương không? Chân thành mở cái cổng ra, 7.000 đứa nít tràn vô một lần. Làm sao kiểm soát được khi lượng cầu tuột là giới hạn, còn lượng người muốn tuột là vô hạn. Thì thưa các bạn, chân thành và cái khả năng điều khiển đám đông giúp cổ làm cho các em nó có một buổi vui chơi rất là dễ thương, mà không phải chơi tự do. Thông minh đặt ra hai cái đường song song cho mấy em thi với nhau, mà chân thành nó là cuộc sống của mình, hoàn cảnh của mình. Cuối câu đẩy thêm thông điệp có ý nghĩa, giọt lệ rơi đầy giá trị. Dạ, xin mời bồi thẩm đoàn ạ. Em thấy anh Chi Bảo cầm sẵn micro rồi, em mời anh luôn ạ. Đừng có thấy cái gì nữa anh Bảo ạ. Thấy rồi, cho nên là không hỏi nữa mà nói ngay. Như từ đầu tôi vẫn nói, bạn có một cái gì đó rất là tự nhiên, rất là hồn nhiên, nhưng rất chân thành. Và chính những cái điều đó, nó sẽ tạo cho cái người đối diện, những cái người mà bạn muốn chia sẻ, muốn trò chuyện, muốn giúp đỡ, người ta đi vào rất là nhẹ nhàng. Và hãy giữ nó, ngay cả những cái giọt nước mắt của bạn, những điều gì bạn chia sẻ thôi. Có thể những người khác nhìn vào đó, người ta cũng đã cảm thấy ấm lòng rồi. Bạn đã làm được một cái việc một cách rất tự nhiên, mặc dù chưa cần phải làm gì cả. Thiếu niên ở Việt Nam á, cái kích cỡ cơ thể của các em thậm chí cũng nhỏ hơn các bạn đồng niên ở các nước khác. Đâm ra các em chơi những cái món này nó vừa. Nhưng mà nếu một khi ta đã có một cái gói như vậy, một cái gói tài chính như vậy để giúp các em, hãy cân nhắc làm sao mà để cái hiệu quả giáo dục, chứ không chỉ là niềm vui, nó được phù hợp và được nâng cao hơn. Chứ không phải là trẻ em quê thì không phải là nhu cầu của mấy em, nó chỉ có là leo trèo và tuột cầu tuột đâu. Đôi khi nhu cầu của các em nó còn cao hơn. Cảm ơn. Đây là một cái nơi rất là đẹp của đất nước mình, và bạn có một cái dịp trải nghiệm ý nghĩa như vậy thì có thể chia sẻ thêm cho ban bình luận lắng nghe về cái ấn tượng của bạn về chuyến đi này được không? Trước khi tới đảo Lý Sơn thì em cũng tìm hiểu rất nhiều thông tin về Lý Sơn, và khi tới đây thì em thấy là đúng như những gì mà mình được tìm hiểu. Con người ở đây rất là thân thiện, các em nhỏ ở đây rất là dễ thương, các món ăn ở trên đảo thì rất là ngon và cảnh rất là đẹp. Em nghĩ là em có được nhiều, có được tình cảm của các em nhỏ, có được thêm những kinh nghiệm và có được cả những bài học nữa. Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của bạn rất là nhiều. Vậy là chúng ta vừa trải qua dự án đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.